một số bạn trẻ. Sáng Chủ nhật ngày 18 tháng 10 năm 2015, Group Quản lý Doanh nghiệp đã có buổi offline với chủ đề Bí quyết khởi nghiệp để thành công. Đến chia sẻ với các thành viên tham dự là anh Đỗ Hòa, chuyên gia tư vấn chiến lược, chủ tịch công ty tư vấn Tinh Hoa Quản trị, anh Lâm Minh Chánh, đồng sáng lập, thành viên hội đồng quản trị và tổng giám đốc công ty vé xe online Pasoto, chị Lê Thu Hà, phó giám đốc công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ Đồng Lợi, và sự góp mặt của anh Lý Trường Chiến, chủ tịch Chí Chi Group. Buổi offline bắt đầu bằng những chia sẻ của anh Đỗ Hòa về kiến thức cần có khi khởi nghiệp, như cần mô tả giải pháp, kế hoạch kinh doanh một cách chi tiết nhất có thể, cần tranh thủ kinh nghiệm chuyên môn từ các nguồn lực bên ngoài, tích cực cầu thị, học hỏi và nhiều lời khuyên khác. Ngoài ra, anh Hòa còn chia sẻ về chính vai trò trong một đội ngũ cùng với bài trách nhiệm để tự mỗi cá nhân xác định được vai trò của mình. Nối tiếp phần anh Đỗ Hòa, anh Lâm Minh Chánh với chủ đề những rủi ro khi khởi nghiệp đã chia sẻ những rủi ro lớn nhất doanh nghiệp startup có thể gặp phải và thất bại là không có thị trường, không xác định được yếu tố thành công, chi phí thu phục khách hàng lớn hơn giá trị khách hàng mang lại cho doanh nghiệp, cạn tiền mặt. Anh không còn thời gian để nói tiếp về các rủi ro khác vì các thành viên đã đề nghị và sôi nổi bổ sung những tố chất của một doanh chủ startup thành công. Cuối cùng là chị Lê Thu Hà chia sẻ thêm về những kiến thức, kinh nghiệm quản lý tài chính, kế toán. Theo chị Thu Hà thì các doanh chủ khi startup thường chỉ chú tâm vào việc bán hàng, marketing mà ít quan tâm đến phần tài chính, kế toán. Cho nên sau một thời gian hoạt động, doanh nghiệp thường gặp một số khó khăn nhất định. Bên cạnh đó, chị Hà cũng hướng dẫn cho các thành viên tham dự cách tuyển kế toán trưởng, xây dựng team kế toán, các chỉ số tài chính quan trọng mà doanh chủ cần phải nắm được, giúp cho việc ra quyết định của mình về vốn, chính sách bán hàng, kế hoạch sản xuất, cách quản lý dòng tiền, thu chi. Buổi offline càng trở nên sôi động hơn với phần giao lưu đặt câu hỏi của các thành viên tham dự và các câu trả lời xuất sắc, dễ hiểu nhưng cũng rất dí dỏm của anh Đỗ Hòa, anh Lâm Minh Chánh, chị Lê Thu Hà và anh Lý Trường Chiến. Thời gian dự kiến của buổi offline lần 3 tại Sài Gòn này diễn ra từ 8 giờ đến 12 giờ, nhưng những chia sẻ hết sức thiết thực và bổ ích từ các diễn giả đã níu chân các thành viên đến 13 giờ. Buổi offline của Group Quản lý Doanh nghiệp đã kết thúc tốt đẹp. Hy vọng những giá trị thật của Group mang lại sẽ được lan tỏa đến cộng đồng doanh nghiệp.